Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay thời tiết rất là nóng bức, vì vậy tôi sẽ quyết định làm bể bơi trên cây. Bây giờ hiện tại đang là 12 giờ trưa, tôi muốn cố gắng làm xong cái bể bơi này để chiều nay tôi tắm. Thường thường là tắm vào buổi chiều sẽ rất là thích. Làm bể bơi trên cây, việc khó nhất là mang nước lên bể bơi các bạn ạ. Chúng tôi phải mang nước từ dưới này lên trên độ cao 5 mét, cảm giác là hơi mệt, hơi vất vả một tí. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ cố gắng mang đầy nước trên bể bơi. Đây, múc từng thùng một để đổ vào bể bơi này các bạn này. Bây giờ tôi sẽ vào bể bơi tắm thử nha các bạn nha. Tôi sẽ là người đầu tiên vào trong bể bơi trải nghiệm trước để xem bể bơi có an toàn không. Vì cái bể bơi này nó rất là lặng, lại trên một độ cao rất là cao, khoảng độ mấy tấn nước, mà nói chung là cái này cũng khá là nguy hiểm, các bạn tuyệt đối không làm theo. Vì chúng tôi là những chuyên gia, những nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam rồi, vì vậy là chúng tôi mới làm được cái bể bơi như này thôi. Còn các bạn tuyệt đối không nên làm theo nhé, rất là nguy hiểm. Đầu tiên là phải lau cái chân đi cho sạch các bạn ạ. Bể bơi nhìn nước nó trong ngay mà chân bẩn vào. Ôi, cảm giác hơi ghê ghê các bạn ạ. Ôi ôi. Yeah, mát hơn các bạn ơi. Ôi, nước trong thế, các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy cả người tôi luôn phải không? Thích quá. Yeah. Mát lắm các bạn ạ. Wow, nhìn ra ngoài Arsen kìa. Coi như là vừa tắm vừa ngắm cảnh thôi các bạn ạ. Đây khác gì resort 5 sao đâu các bạn ơi này. Tắm bể bơi trên cao lại còn ngắm cánh đồng, ngắm ruộng. Nói chung là như một khách sạn bể bơi trên tầng luôn đấy. Đẳng cấp luôn đấy. Khi mình tắm trên cái bể bơi trên cây này, nó cảm giác nó khác hoàn toàn với tắm ở bể bơi dưới đất luôn các bạn. Cảm giác nó cứ lâng lâng, nhìn ra xa lại còn nhìn từ trên cao xuống, nhìn lại hơi ghê ghê một tí. Nước lại mát, nói chung là nó cảm giác lẫn lộn ở trong đầu rất là thích các bạn ạ. Nước trong vắt thích quá. Ủa thích không ạ? Ai vào tắm à? Quay cái phim ở đây là một cây phim này, hai cây phim này, vẫn còn quay đến sáng, xong sáng quay xuống bác đi. Đấy, sáng lại quay xuống đi. Hai cây phim một mình tôi tắm. Vinh nhận để anh tắm không? Vinh lên tắm đi em ơi. Bây giờ sẽ là cả tem vào tắm để xem là cái bể bơi ở trên cây của chúng tôi có chịu đựng được khoảng độ mấy tấn nước và gọi là 7 con người, 5-7 con người không? Để xem là cái bể bơi này có chắc chắn không nhá. Nó hõm phình phình ra ấy, nên cảm giác nó rộng. Bác hiểu ý cháu ấy? Đúng rồi. Cái đây này, cái hõm này, hõm sâu lắm, hõm tít ở ngoài luôn ấy. Mát không mát em ơi, lên tắm đi em ơi. Đó, mát rượi à? Mát rượi em ơi, nước trong vắt luôn. Trong vắt. Này như phải bơi thôi. Ui. Ui, sâu tụi là trúng này. Sâu nhỉ. Ui. Sâu mà. Ui, sâu nhiều nước. Thế. Nó lại còn hõm cái bạt nó bị thụt ra ngoài ấy. Nên cảm giác bể bơi ở bên dưới nó rất là rộng các bạn ạ. À, ui thế này ngục xuống trong tập đầu ngục, mình ngục ấy. Bể bơi còn dài hơn rồi, chưa ai có thể tôi dài luôn hơn. Tọm mà. Gì? Tọm gì? Ý là ngụp sâu muốn tọm tọm người ý. Ý là thế thì cái gì mà gì? Sướng. Không cho thầy lên. Không cho thầy lên. Cho nó nghĩ đã được mấy phút. Vinh ngụp thì lâu nhất mà hôm trước nhỉ? Vinh công nhận hơi già nhưng mà bây giờ không mà thắng anh thật. Vinh thêm anh không? Oai nghe đấy, bảo là khen là ngụp lâu nhất, thế là cứ ngụp lên. Thôi lên đi, giờ thi đấu. Mày không thắng anh đâu mà mày giả vờ làm gì. Ui sướng nhất cái gì? Thi ngụp không? Thi ngụp không chung anh thôi. Không, thì tất cả mọi người vào đã đi, băng ngọt dính mày quay anh con tắm anh con lên. Ui sướng thế gọi đây. Cái cây kiểu gió thổi lắc lắc làm bể bơi nó cũng sóng sánh ấy, nó làm kiểu như mình đang lênh đênh trên biển ấy. Cảm giác như thế đúng không? Bây giờ tất cả mọi người sẽ cùng vào bể bơi này để xem cái bể bơi này có chịu đựng được sức nặng của 5 người lớn không. Ui mát thế gì nhỉ? Ui ôi chưa. Nhẹ nhàng thôi không? Không. Sâu thế nhỉ? Không phải sướng là cứ thế ấy đâu á. Nhẹ nhàng thôi nó sập đấy. Sâu phết thật. Sâu chứ ngập cổ. Đựng thoải mái nhỉ? Tiếp theo là anh Côn sẽ vào bể bơi. Mát không? Ui sướng đấy. Gọi là bên trong bể bơi là có 4 người lớn rồi. Chắc lắm. Chắc. Không, anh em mình cứ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng tình cảm thôi. An toàn là trên hết. Sáng vào đi. Sáng vào đi em.
Sáng 2 giờ sau bể bơi này nó cứ lắc lắc cứ cảm giác chân cây nó ghê nhỉ. Kiểu như là trên cây nó cứ lắc lư, những cái cành cây mình kiểu trọng lượng của mình lớn ấy, nên nó cái cây nó cứ lắc lư, cũng công nhận cũng ghê là. Thôi 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 em ơi, vào tắm đi. Ý, mát sướng nhỉ. Wow. Chơi à? Quên quả pin. Trời ơi. Sáng tờ tè. Tờ tè lắm. Được. Cái nhà có pin được đặt nước. Thôi, sáng chung nó cho quả pin xuống nước các bạn thầy được 3 triệu. Vậy là trong bể bơi đã đủ 5 người lớn. Nước bây giờ nó đã kiểu nhiều người quá, bây giờ nó tràn ra ngoài luôn kìa. Các bạn nhìn kìa. Sóng sánh ra ngoài luôn kìa. Đấy. Cái thế nó mới sóng sóng ra hết mấy cái bỉnh. Tuyệt vời luôn. À, nhất mình ở đây. Có gì cả là mình lên đây. Đâu không để không sao đâu. Anh cô đã tính rồi. Sập là sập là nó không sập đâu, sập là sập phía này này. Sập phía ngoài thôi. Dây buộc rằng các thứ rồi thôi. Nước nước trong vắt nhìn thấy chân của anh em luôn này, nhìn quần quần nước này. Hay là anh em mình lại hát lại cái bài cục xì lầu ông ấy lắc hồi hồi xưa ấy, hồi xưa mà lưng mũi anh chảy ra đã gắt chứ ra nó bình cười rồi anh Dương bình ngày Dương đừng nhắc lúc đấy bình thế trong nhìn nữa. Ok đang đứng trong xanh thì nước trong vắt luôn nhỉ, thích nhỉ. Ra anh em không tắm vẫn tắm mạnh vẫn muốn đang hát vẫn cho quả văn mạnh đây dài mồm. Bây giờ anh em bây giờ bác Ngọt phải bật nhạc lên hát bài cục xì lầu mới lắc. Thế này mà có gì ăn thì ngon này lắm anh cơ. Nước trong nhỉ. Đấy cho lon nước hay cái gì vào đây cho nó hạt đẹp nhỉ. Nước trong vắt các bạn ơi. Này thả cá đấy nhìn đấy. Thả cá. À đúng rồi, hay là mình hay là mình lui cá sấu ở trên cây. Thả cá trên cây. Có thật 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 thì ai cũng bể bơi trên cây cách 5 mét thế này thì bể bơi trên lóc nhà. Anh em mình là những nhà thiết kế tài ba đấy thì mới thiết kế được như cái bể bơi này, thật anh ơi thật. Nhỉ. Bây giờ anh em mình thế này khác gì view ở trên tầng thượng ở ngã 6 đâu là nhìn ra cánh đồng này đấy. Cho ngắm đất ngắm bùn. Bây giờ anh em mình ngụp xuống cho mát đấy thì thi ngụp luôn, xem mà ai ngụp lâu nhất nhá. Cái này đừng có ai đối đâu. Ấy à, Vinh nhỉ, Vinh nhỉ, đã tới gáy rồi đi. Riêng bơi thì tôi không tự tin mà ngụp rồi tôi tự tin lắm các bạn ạ. Rồi. anh côn đã cực. Để các bạn dự đoán xem ai sẽ là người chiến thắng trong phần thi lặn này. Ui. Ui, anh côn đã chống bông gì? Đã chống bông đây này. Ôi, anh côn đã chống bông đấy, ai lắm đâu, cúi mặt đằng đấy. Mặt đấy, đã chống bông gì? Anh côn đẩy hơi một tí lên. 1, 2, 3. Mà ngoài cứ cục kỳ em ở đuôi mà ngoài đẻ bữa đấy. Mà ngoài trên đảo cháu. Ui. Cứ cục kỳ đùa thế này phải ngoài lên. Tôi còn dưỡng lâu hơn nhỉ. Ui. Cục kỳ đâu Điền. Ui sáng nhất à. Cục kỳ mà. Sáng thật chứ ướt tóc này. Anh lên rồi biết nhưng mà còn có vừa là anh biết chắc có một người sáng lên rồi. Sáng lên rồi. Sáng lên rồi. Anh không biết nhưng mà anh biết chắc có một người nhưng mà anh không biết là ai thôi. Sáng chú dân gian chữ ướt tóc mà. Cục kỳ chữ ướt tóc mà. Thế sáng lên đầu tiên là em buồn cười quá em không xuống. Xuống đã thở là bao cái mình nhân à bác quản thở còn đây thì mày có trơn gian không em trơn gian nếu mày không tính ăn gian thì mày nhất chả thấy em ăn gian đâu nghi hết rồi sáng em mày lại còn lên thì em mới cắt tao nhìn rõ ràng tao thấy rằng là thở lỗi đấy là tao biết lỗi rồi lỗi đấy là ông cục đấy là bác Ngọt. Bác Ngọt thì bên dưới cái rồi lại nữa không lần này là quyết định nào không nghĩ nhá. Rồi lần này chơi thật. Lại quyết định nhá. 1, 2, 3. What?
Mày này lặn được lâu thế này. Cho em cái chồng đi. Ôi, lâu thế. Vinh Vinh nó cứ chỏng đít từ đầu anh cơn đấy. Tôi là người chiến thắng rồi. Người chiến thắng. Có anh Dương lên rồi. Em thấy nói chuyện với anh kia thấy sáng rồi. Ngồi lên đi, không phải tờ bơ. Lên đi. Em là người chiến thắng rồi. Xem lại đi, xem lại đi. Anh nháo à? Anh Dương thắng ta lên lầu tiên. Em thấy bác ngoạt. Em Vinh nó điếc cái chồng mà nó con đang cười. Anh cân con cứ đẩy đẩy lên. Anh coi. Còn Du cùng Vinh nên là con lên sớm năm sau mới được tuổi. Vinh nhìn nè, tôi chưa lên, tôi là người chiến thắng. Không, anh Dương em thấy nghe tiếng nói chuyện với sáng mà cái gì vậy? Cái gì rồi ấy? Nè, anh Dương làm gì nói chuyện ta nói chuyện một mình hết từ đầu tới cuối. Không, nếu không ai thấy em với cả anh Dương là chung kết nào? Ờ rồi đấy, cho hai chúng mày chơi thắng anh là nào đâu? Anh em nghe thấy anh nói chuyện rồi. Rồi nào Vinh. Vinh nó hơi tồ tè để sáng cầm nữa. Giờ chơi thế. Em nói ông nào? Vinh nó phải kỳ thắng. Tôi bao cơ hội đây. Lần này đúng là nào em ơi, mới nào em thua em chịu thua luôn thật. Vinh thì này em không phục các bạn. Nó thua hay là nhờ nó bảo là chơi lại. Được ok. Rồi đưa anh nghỉ tí đã nào. Thế không phải nghỉ em ơi. Mày sao thắng anh chơi thật chứ anh đùa đâu. Anh chưa anh tôi được nghỉ đâu. Tao cho luôn nào. Nào, được chưa? Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nào. 1 2 3 bắt đầu. Vinh ơi, tay em phải khua em ơi. Em để im đi. Vinh nhìn như ếch này. Công nhận lược trong này. Nhìn thấy từng cọng tóc một các bạn. Đoán đi xem rằng là thắng hai thằng này đang người to nhất tem. Chắc chắn là anh Dưỡng thắng rồi. Dạo Vinh này tập gym nhiều, tập gym nhiều, hai là tập gym nhiều, khỏe nhiều hơi các bạn ạ. Lối này. Vinh lối bọt rồi. Vinh đã sủi tăm rồi. Vinh sủi tăm rồi. Kinh, lâu thế nhỉ. Các bạn cố gắng đấy, Vinh có cố gắng đấy. Phổi nó lỗi lở lạ. Vinh ơi, thế em cãi được nữa không? Cãi được nữa không? Không cãi được thôi. Dưỡng là chấp Vinh tầm 10 giây thôi. Ông cũng mấy lần rồi. Anh Dưỡng vẫn chưa lên này, mày lên rồi, được chục đây rồi. Phải chấp tầm 10 giây. Anh Dương còn lên từ từ ấy, nếu mà anh Dương phải chấp Vinh tầm 10 giây thật. Chấp 10 giây ăn được điên à? Chấp tầm 10 giây. Để anh Dương cùng chấp 10 giây đi, băng ngọt kìa. Để anh Dương, băng ngọt bảo anh cho em 10 giây. Chấp nó ra được 10 giây điên à? À đúng rồi, tôi nghĩ ra ý tưởng. Hồi xưa là hay nhảy lên từ trên cây, nhảy xuống ao ấy. Thì bây giờ anh em đứng ra đây nhảy. Được rồi. Đứng ra đây nhảy. Được. Rồi bám đây rồi. Ui chắc lắm, không sợ. Được nhảy mấy. Nhảy xong cái cây lắc lư này các bạn nhìn cây rồi. Cây rung lắc lư cảm giác phải bơi sắp rơi xuống đến nơi rơi xuống đất đến nơi đấy. Trốn rồi. Mình đừng lượn qua bể bơi. Vinh em nhảy bình thường thôi, tất cả lo lắng cho em lắm em ạ. Mày tổ tài nhất em, mày chỉ nhảy đúng cái giữa là được, em không còn tạo dáng đâu. Mày nhảy bình thường các bạn có buồn cười rồi, mày không cần nhảy tạo dáng rồi. À hú hú như khỉ đi. Hú kiểu chạy nhảy xuống. Thế anh nhảy kiểu gì? Nhảy anh nhảy. Chúc mừng. Ý là thủng cái này. Giơ tay lên. Ai cho mày ngồi ở đây? Bằng cứu. Cây nó bị động, nó cứ sóng này. Cảm giác nó rất là chóng mặt, kiểu như say sóng các bạn ạ. Các bạn nhìn xuống mặt nước xem. Cái mặt nước nó không bao giờ được yên tĩnh. Đấy, tất cả chúng tôi không động đậy gì, nó kiểu cái cây nó vẫn rung ấy. Nó làm cảm giác chúng ta, mấy cả cái bóng của cái cây đánh trong đây làm chúng tôi chóng mặt các bạn ạ. Tắm ở bể bơi trên cây rất là thích, nhưng mà
mấy anh em tắm xong bây giờ không biết chơi trò gì để quay cho bạn xem. Bây giờ chỉ biết ngồi trong đây tắm thư giãn thì không biết quay cái gì để nói cho bạn xem. Có ai có câu nói cho các bạn nghe không này? Có ai nói gì không? Vinh thì nói Vinh... tôi cho anh em buồn cười này. Vinh thì nói gì cho các bạn buồn cười đi. Nhớ có gì? Nó có gì? Tôi tao đang quay phim mà ngoài tai mày cậy cậy ra cái gì thằng này đúng không? Cậy ra trong môi chúng nữa. Cho anh em buồn cười. Mọi người đã đi tắm ở đâu cao hơn thế này bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Toàn tắm ở mặt đất hết à? Toàn ao hết à? Mới đây là hôm nay là trên cây cao nhất. Vậy là chúng tôi đã trải nghiệm xong bể bơi ở trên cây thì thật sự tắm ở trên cây cảm giác rất là nó cảm giác nó lạ lẫm, nó thú vị, nó vui, rất là hay. Nó cứ lắc lư ở trên cây, nó cứ lắc lư ở, kiểu như ở trên ngoài biển ấy, giữa biển ấy, đi thuyền ấy. Nên rất là thích. Nếu các bạn thích cái clip bể bơi trên cây này, các bạn hãy like và đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ tôi sẽ tưới rau cho mẹ tôi.